thắng ngược Australia 4-1, Pháp thị uy sức mạnh nhà vô địch. Trận Pháp vs Australia thuộc lượt đấu đầu tiên vòng bảng World Cup 2022 đã kết thúc với phần thắng 4-1 nghiêng về phía đội bóng áo lam. Đây là trận đấu mà Les Blues để thủng lưới trước nhưng họ đã có màn lội ngược dòng siêu ấn tượng. Bàn thắng Pháp, Rabiot, phút thứ 27, Giroud, 32, phút thứ 71, Mbappé, phút thứ 68. Australia, Goodwin, 9. Cách đây 4 năm, Pháp từng đánh bại Australia 2-1 trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới trên đất Nga. Ở màn tái đấu đại diện tới từ xứ sở chuột túi, họ đã khởi đầu không tốt khi để cho đối phương vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9. Đón đường căng ngang thuận lợi của Matthew Lecky bên cánh phải, Goodwin đã chấp thời cơ rất nhanh khi băng vào đệm lòng chân trái làm tung nóc lưới đội tuyển Pháp. Trong tình huống này, hậu vệ trái Lucas Hernandez của Pháp đã dính chấn thương nên anh không thể ngăn Lecky dọn cỗ cho Goodwin. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số và còn thiệt quân từ rất sớm, Lucas Hernandez không đủ sức đá tiếp nên phải nhường chỗ cho Theo Hernandez. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Deschamps không hề nào đúng. Kể từ sau pha sút xa đưa bóng đi chệch khung thành đội tuyển Pháp của Michel Duc, Australia đã không còn giữ được thế trận. Họ để cho đối phương áp đảo hoàn toàn và đến phút 27 trận đấu đã quay trở lại với vạch xuất phát. Đón quả tạt rất đẹp của Hernandez, tiền vệ Rabiot trong tư thế không bị ai kèm bật cao đánh đầu làm tung lưới Australia. Chỉ 5 phút sau, Pháp đã lật ngược tình thế. Xuất phát từ pha mất bóng đáng trách của Atkinson, Rabiot xâm nhập vòng cấm và căng ngang vào trong để Giroud dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Với tâm lý hứng khởi, bộ tứ trên hàng tấn công của Pháp là Giroud, Griezmann, Dembélé và Mbappé đã liên tục làm khổ hàng thủ Australia. Nếu thủ môn Ryan không xuất sắc hay Mbappé không có pha sút ra ngoài còn khó hơn vào trong, phút thứ 45, đội tuyển Pháp đã có thể sớm kết liễu Australia ngay từ hiệp 1. Ngay trước giờ giải lao, Australia cũng có cơ hội bằng vàng để ghi bàn thắng gỡ hòa. Đáng tiếc là cú đánh đầu của Jackson đã thắng được thủ thành Lloris nhưng lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Sau giờ nghỉ, Pháp vẫn là những người làm chủ cuộc chơi, trong khi hàng phòng ngự của Australia tỏ ra cực kỳ yếu kém trong việc chống bóng bổng. Chỉ trong vòng có 3 phút, từ phút 68 đến 71, họ đã liên tiếp phải nhận thêm 2 bàn thua từ những cú đánh đầu của Mbappé và Giroud. Riêng với Giroud, cú đút vào lưới Australia đã giúp anh cán mốc 51 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Pháp. Như vậy, Giroud đã cân bằng thành tích của Thierry Henry là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số pha lập công cho Les Blues. Trong những phút cuối, Theo Hernandez và Cornet còn có thêm 2 lần dùng đầu uy hiếp thủ thành Ryan của Australia nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hủy diệt Australia với tỷ số 4-1, Pháp đã có sự khởi đầu như mơ ở World Cup 2022. Với việc trận đấu sớm giữa Đan Mạch và Tunisia đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, Pháp đang tạm thời có được ngôi đầu bảng D. Đội hình thi đấu Pháp, Lloris Pavard-Incaudi 89, Cornet, Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez 13, Tchouameni, Fofana 77, Rabiot, Dembélé, Coman 77, Griezmann, Mbappé, Giroud, Thuram 89, Australia, Ryan, Atkinson, Dzeneck 85, Rose, Souter, Behic, Mui, Macri, Mabin 73, Irvin, Marcus 85, Lecky, Duc, Cummings 56, Goodwin, Cuon 74.